đẩy lên đó, đó cái phần đó là cái phần da của mình mà phải có cái đó thì da mọi người nó mới hết được. Ví dụ cái này nó sót cái chân thì da mọi người sẽ bị viêm lên, nhưng nhìn nè thì mình lấy được cái nhân mụn thì nó không có sót chân, nó lấy lên được cái dịch màu vàng vàng đó là da mọi người nó sẽ lành lắm đó nha. Bạn này có một cái yếu tố là bạn bị viêm da cơ địa nha mọi người, nó bị hơi bị sần sần và nó đỏ đỏ nè. Với cái làn da bị viêm da cơ địa trong này mọi người chủ yếu là chăm cấp ẩm phục hồi da, cấp ẩm là chủ yếu nha mọi người, nó có một cái độ ẩm nhất định là da nó sẽ khỏe, nó hạn chế bị viêm da. Giống như mọi người sử dụng nước lạ hoặc là đi chỗ này chỗ nào mà có cái nguồn không khí lạ thì nó cũng dễ bị đỏ đỏ mẩn mẩn lên, nó ngứa ngứa thì đó là do viêm da cơ địa nha mọi người. Còn những cái cục mà mụn to giống như vậy là do mình không vệ sinh da kỹ sạch, hoặc là nó có mụn rồi mọi người cứ để đó thì nó sẽ có những cái cục mụn này. Khu vực này thì nó đổ dầu nhiều mọi người, mà bạn không có biết là mình phải xài sữa rửa mặt để làm vệ sinh da, cứ xài nước lạnh thôi. Thì hôm nay bạn tới thì chị sẽ lấy sạch và hướng dẫn cho bạn cách để chăm da như thế nào để hạn chế tái lại những cục mụn này ha.